Thưa quý vị và các bạn, trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, sát cánh cùng các chiến sĩ hải quân còn có những người lính radar đêm ngày hiên ngang trước sóng gió, bảo vệ vùng trời, vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù điều kiện khó khăn nhưng họ luôn quyết tâm rèn mắt, rèn tay, bám máy, bám đài, bám mục tiêu để góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền vùng trời của Tổ quốc. Đây là trạm radar 11 Trung đoàn 292 Sư đoàn 317 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân trên quần đảo Trường Sa. Công việc hàng ngày của những người lính radar nơi đây là quản lý, theo dõi hoạt động của không quân nước ngoài, các máy bay cứu hộ, cứu nạn, máy bay chiến đấu của ta bay huấn luyện. Kịp thời phát hiện các vật thể bay trong mọi điều kiện thời tiết, ngày cũng như đêm, không để bị bất ngờ với các tình huống trên không. Công việc của người lính radar được tính bằng phút, bằng giây. Dù căng thẳng cũng không bao giờ được phép chủ quan, lơ là, luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu với tinh thần cao nhất, đảm bảo cho nhân dân đón Tết an vui. Những ngày Tết Nguyên đán thì theo kế hoạch sẵn sàng chiến đấu cao điểm của trung đoàn và điện chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị đã tổ chức lập kế hoạch sẵn sàng chiến đấu cao điểm dịp Tết Nguyên đán của đơn vị, tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ về phương án chiến đấu của đơn vị, tổ chức luyện tập phương án chiến đấu theo kế hoạch chiến đấu đã được phê chuẩn. 100% cán bộ chiến sĩ đều yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình chiến đấu luôn đảm bảo quản lý tốt các tốt mục tiêu trên không, đảm bảo cho bà con ăn Tết vui vẻ. Điều kiện đóng quân ở xa, nơi đầu sóng ngọn gió, tình hình thời tiết luôn diễn biến phức tạp. Nhưng cán bộ, chiến sĩ trạm radar 11 luôn chủ động học hỏi, tìm tòi, sáng tạo để khai thác hết các tính năng của máy móc. Cùng với đó, những người lính radar luôn có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. Với những chiến sĩ trẻ, lần đầu đăng ký được ra Trường Sa làm nhiệm vụ, cũng luôn nêu cao tinh thần quyết tâm bảo vệ vùng trời, biển đảo quê hương của Tổ quốc. Lần này em đăng ký đi công tác Trường Sa là để bảo vệ vùng trời biển đảo. Và trong chương trình em xin gửi tới mọi người một thông điệp cũng như đến những người ở trong đất liền là chiến sĩ Trường Sa tụi em luôn luôn giữ vững tinh thần, ý chí, giữ vững tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển cho mọi người ở nhà an tâm. Bất kể ngày hay đêm, những người lính radar ở Trường Sa giữa muôn trùng sóng gió vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ để cùng với quân và dân trên quần đảo Trường Sa bảo vệ với đất liền những tín hiệu bình yên của một mùa xuân mới.